phố Đa Minh, là quý gia đồng tế, là những quý gia rất thân quen với giáo sư chúng ta. Vì thế xin kính chào gia cố cũng như là quý cha, và xin kính chào quý tu sĩ nam nữ, quý chức hội đồng giáo sứ, các đoàn thể cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, và kính chúc niềm vui phục sinh đến tất cả quý ông bà anh chị em. Thánh lễ chiều nay chúng ta dâng ý lễ tạ ơn Chúa, xin ơn bình nhàn, cầu nguyện cho công việc được thuận lợi như ý, cầu nguyện cho thai nhi được mạnh khỏe đi đường bình an, cầu nguyện cho ca mổ được bình an, xin ơn chữa lành cho nhân gặp thầy và thuốc, cầu nguyện cho các hội tiên nhân nội ngoại như ngày lễ dỗ, và cầu nguyện cho các linh hồn Dominico, Giuse, Marta, Anton, Pedro, Anna, Teresa, Stefano, Francisco, Maria, John, Bautista, Anton, Simon, Samuel, Michael, các thai nhi, các người mồ côi, các anh chị em đã qua đời trong cơn đại dịch, trong cuộc chiến tranh, của các lực tiên nhân nội ngoại và các đồn, mà nhất là những anh chị em đã qua đời và hài cốt để tại nhà chờ phục sinh, cũng như đang nằm trên phần đất thánh của giáo xứ chúng ta. Và trong thánh lễ chúng ta cầu nguyện cho các ân nhân, các thân nhân và mọi thành phần dân Chúa đã đóng góp phần mình để giúp đỡ giáo xứ cũng như cộng tác với giáo xứ trong những ngày lễ vừa qua. Giờ đây chúng ta bắt đầu bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn đông nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa cử hành một cuộc rước kiệu Chúa phục sinh chung quanh thánh đường, ước mong niềm vui phục sinh tràn ngập tâm hồn tất cả mọi người chúng ta, mọi thành phần dân Chúa, các gia đình trong giáo xứ chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta biết loan báo tin mừng phục sinh cho anh chị em bằng chính đời sống của chúng ta. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận giờ đây, trước khi được thánh lễ, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn sám hối, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến trần gian để kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ở bên hữu đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Chúng con xin đến Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh trời Thiên Chúa trên các tầng trời. Thank you.
cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỉ mừng người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn đời. Chúng ta sẽ nghe Thánh Phêrô nhận nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa là người, chịu chết và sống lại để chuộc tội cho mọi người. Ai tin vào người sẽ được ơn cứu độ. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Lời Chúa trong sách Công Vụ Công Rồi. Bây giờ tại nhà ông Cornelio ở Caesarea, ông Phêrô lên tiếng nói: quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilee, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người, đi tới đâu là người thi ân chém phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kìm chiếm, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn, cùng uống với người. Sau khi người từ cõi chết sống lại, người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời khi có người làm nên.
mắt loài phàm nhân.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải đã ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này cũng để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Ông đã thấy và đã tin. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ba bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy có rất nhiều động từ, nhưng con xin được dừng lại ở hai động từ đã thấy và tin, để minh chứng về biến cố Đức Giêsu Kitô đã sống lại thật. Đây là một biến cố có thật trong lịch sử. Và không những dừng lại ở biến cố chỉ thuần là lịch sử, nhưng còn là biến cố siêu việt vượt trên lịch sử. Vì vậy, cần phải kiểm định dưới góc độ của lịch sử bằng việc thấy. Và vì siêu việt vượt trên lịch sử, nên những biến cố của lịch sử, những điều thấy đấy là cơ sở cho những điều chúng ta tin. Và chúng ta thấy các nhân chứng thực Đức Giêsu đã sống lại là một biến cố của lịch sử. Vì chúng ta thấy có không gian và thời gian, có nơi chốn chúng ta kiểm định. Trong mộ, nơi đấy Chúa Giêsu nằm, người ta đã an táng Chúa ở đấy. Và bây giờ người ta không thấy nữa. Các khăn miệng gấp hẳn hoi để riêng ra một bên. Điều đấy cho thấy không phải trộm cắp ở đây. Ông đã thấy tất cả những điều đấy và đã tin. Nền tảng của việc tin bám rễ từ việc thấy. Nếu không thấy mà tin, còn những gì đặt nền tảng trên những điều đã thấy thì đức tin chẳng nên trống rỗng, và đôi khi sẽ dẫn đến mê tín. Đức tin có cơ sở. Vậy thử hỏi, chúng ta thấy được gì? Chúng ta thấy được gì? Các nhân chứng của Chúa Kitô phục sinh là các tông đồ, các môn đệ đã nói cho chúng ta những lần Chúa Giêsu hiện ra và cùng trò chuyện với các ông, cùng chuẩn bị bữa sáng với các ông, cùng hẹn gặp các ông ở bên biển hồ Galilee. Nơi đấy lần đầu tiên Chúa đã trò và hỏi các ông. Các ông đã thấy, đã tin và đã làm chứng về các điều đấy. Còn chúng ta thấy điều gì thưa cậu đó? Chúng ta thấy đã hơn 2.000 năm biến cố này xảy ra. Biết bao nhiêu chế độ, các đế chế thay đổi, thời cuộc thay đổi.
đạo Thánh Chúa vẫn còn. Chúng ta thấy thế gian đã chuẩn bị, nào là sức mạnh của quân sự, sức mạnh của vũ khí để chống lại giáo hội, chống lại Đức Giêsu. Qua vụ án mà chúng ta đã trong tối thứ sáu, họ đi bắt Chúa mà cầm đầu trên tay những vũ khí. Ngày hôm nay giáo hội tồn tại, giáo hội của Chúa tồn tại giữa thế giới chúng ta thấy không vũ khí, không quân đội, vẫn tồn tại. Vậy tồn tại bằng gì? Thưa, tồn tại bằng tình yêu và lòng thương xót. Cuộc chiến giữa tình yêu và hận thù nên vụ án của Đức Giêsu, tình yêu đã chiến thắng. Từ các tư thế, các biệt phái, những người kinh sư và pha-ri-siêu tìm cách giết Chúa Giêsu, một phiên tòa bất nhân bất nghĩa bất hiếu để kết án Chúa chết. Nhưng một Thiên Chúa luôn luôn yêu thương người Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy chống trả lại sức mạnh của vũ khí của hận thù bằng tình yêu. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, bằng sự tha thứ. Người cha xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và cuối cùng, quyền năng và vinh quang của Đức Giêsu Kitô phục sinh đã chiến thắng, tình yêu đã chiến thắng, và nhờ đức tin chúng ta cũng sống giữa cuộc đời này bằng cách đi theo con đường yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta thấy ngày hôm nay trong thế giới này, đọc lại lịch sử của thế giới, con người đã tốn biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu tiền bạc, biết bao nhiêu tính mạng phải trả cho chiến tranh, cho vũ khí tối tân giết người hàng loạt. Họ tưởng như vậy là tìm lại được sự bình an, nhưng thực tế cho chúng ta thấy vũ khí càng tối tân bao nhiêu, con người càng cảm thấy bất an bấy nhiêu, lực lượng quân sự càng mạnh bấy nhiêu thì nguy cơ xảy ra chiến tranh càng lớn bấy nhiêu. Và hơn lúc nào hết, trong thời buổi ngày hôm nay, người ta đang e ngại cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra, khi con người còn cậy dựa vào sức mạnh của quân sự, của vũ khí. Biết bao nhiêu đế quốc đã qua đi vì dựa vào sức mạnh của mình. Một Đức Giêsu Kitô chỉ cho chúng ta con đường. Thế giới này không thể có bình an nếu dựa trên sức mạnh của quân sự, của hận thù, của chiến tranh, của vũ khí. Thế giới này chỉ bình an khi dựa vào tình yêu và sự tha thứ của Đức Giêsu Kitô. Chỉ vậy đã đủ bằng chứng cho chúng ta tin Đức Giêsu Kitô đã thực sự sống lại và người đang hiện diện. Chúng ta thấy gì nữa? Thưa, chúng ta nhìn vào thực trạng, thực tại của giáo sư. Mọi người biết đến giáo sư Tân Mỹ 6 tháng nay, nhưng khi đến đây con thấy được cha xứ có lòng yêu mến Đức Mẹ Maria, đặc biệt tôn kính Đức Mẹ. Vào ngày 13 tháng quy tụ rất đông các giáo dân, cha xứ yêu mến Thánh Giuse,
yêu mến Chúa Giêsu thánh thể và kêu gọi toàn thể cộng đoàn. Con thấy giáo dân Tân Mỹ chịu khó đi xin tội. Nếu như chúng ta ngắm mùa mừng thứ nhất thì ngắm Đức Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn, thì đến Tân Mỹ giải tội con thấy được điều đấy. Con thấy được giáo xứ Tân Mỹ, người dân Tân Mỹ đang sống lại thật về phần linh hồn. Có những người 7 năm chưa xưng tội đã đi xưng tội. Có những người 10 năm, 13 năm, 15 năm sau khi giải tội xong gặp Chúa Con nói: gánh nặng tội lỗi đè nặng trên con biết bao nhiêu năm trời, hôm nay con được giải thoát. Ai giải thoát cho chúng ta? Con người có thể giải thoát được không? Thưa không, chỉ một mình Đức Giêsu Kitô, quyền năng và tình yêu cũng như lòng thương xót của Ngài đã mang tất cả tội lỗi chúng ta và thân mình của Ngài chết trên cây thập giá. Nhờ tình yêu ấy, nhờ quyền năng đấy, Ngài chiến thắng tội lỗi của chúng ta. Tình yêu của Ngài lớn lao hơn tội lỗi của chúng ta rất nhiều. Và hôm nay như lời mời gọi của cha chủ tế, trước khi bước vào thánh lễ, chúng ta đã có một cuộc cung nghinh Chúa Giêsu phục sinh rất long trọng và tràn ngập niềm vui. Ước gì niềm vui của Chúa Giêsu Kitô phục sinh lan tỏa tới toàn giáo xứ, tới từng gia đình, tới từng cá nhân trong giáo xứ. Và làm sao để ước nguyện đấy trở thành hiện thực? Thưa chúng ta, xin Chúa cho chúng ta được thấy, thấy những gì bề ngoài đang thay đổi, thấy những gì mà đức tin của chúng ta không nhìn thấy được nhưng nó thể hiện ra ngoài ở nơi một cộng đoàn đông đủ, ở nơi một cộng đoàn yêu mến thánh lễ, yêu mến các bí tích. Và chúng ta học được nơi Chúa Giêsu việc giải quyết xung đột trong gia đình chúng ta. Dẫu Chúa Giêsu phục sinh đấy, nhưng làm sao để Ngài đi vào trong từng gia đình của chúng ta để giải quyết những xung đột cho chúng ta? Hôm nay chúng ta thấy con đường của Chúa Giêsu, Ngài phục sinh, Ngài đã chỉ cho chúng ta một con đường. Đấy là các mâu thuẫn bất hòa trong gia đình không thể giải quyết bằng sức mạnh của con người, bằng chửi rủa, bằng đánh đập. Không, tình yêu sẽ chiến thắng, sự tha thứ sẽ chiến thắng. Xin cho mỗi người chúng ta thấy tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh là tin vào con đường thập giá của Ngài đã đi, tin vào tình yêu của Ngài đã sống. Chúng ta hãy sống như Ngài đã sống, để rồi chính đấng mà hôm nay Ngài đã mở cửa mộ để chiến thắng sự chết, hàng ngày chúng ta vẫn mở cửa lòng ra để đón Ngài vào trong lòng của chúng ta. Một ngày kia Ngài sẽ mở cửa mộ cho chúng ta trỗi dậy, để tất cả cộng đoàn chúng ta được sum vầy với Chúa Kitô phục sinh trên quê trời. Ước gì được như vậy. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh luôn ở cùng cộng đoàn, để Ngài đồng hành, chúc lành và ban bình an cho cộng đoàn. Ước gì mỗi người trong cộng đoàn của chúng ta trở nên dấu chỉ của niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô phục sinh trong gia đình, trong giáo xứ của chúng ta. Amen.
Xin mời cùng hàng đứng chúng ta tiến xuống đất tìm. Tôi tìm kinh Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta hãy vui mừng dâng lên Chúa những lời nguyện xin sau đây. Đức Kitô phục sinh luôn hiện diện trong hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin người ban thánh thần cho các giám mục, linh mục, phó tế, để các ngài biết chu toàn trọng trách Chúa đã trao cho, là nhiệt thần và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô phục sinh là nguồn an ủi cho những ai đang sầu khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin người nâng đỡ ủi an những kẻ tật nguyền đau yếu, để họ khỏi tuyệt vọng trong cơn khốn khó. Xin Chúa nhận lời. Là niềm hy vọng cho những ai đang thất vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang lâm cảnh gian truân, những người đang túng thiếu bần cùng, tìm được nơi người niềm hy vọng để vui sống giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô phục sinh là nguồn tình yêu của mọi kia. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết kiến múc tình yêu nơi người, để có thể luôn tôn trọng và yêu thương nhau như Chúa đã dạy. Xin Chúa nhận lời chúng ta. Trong giây phút thánh thiện của ngày cực thánh hôm nay, chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã củng cố niềm tin cho các tông đồ và sai các ngài đi loan báo tin mừng khắp thế gian. Xin Chúa cũng làm cho niềm tin chúng con ngày càng thêm vững mạnh, để mỗi người chúng con có thể công bố sứ điệp tình yêu tha thứ của Chúa cho hết thảy mọi người. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng công minh danh Chúa và yêu thương cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người. Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chinh đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chinh người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên các địa cầu đều nhảy mừng cùng với các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng bye.
đang hầu cận rước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con đã thiên lại xin Chúa cho chúng con khi thông vận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Này Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Giuse Giám mục phụ ta và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng con dâng lên trong ngày cực thánh hôm nay. Xin Chúa nhận lời tạ ơn và ban ơn bình an cho mỗi người, mỗi gia đình chúng con. Xin Chúa ban ơn chữa lành, xin luôn được gặp thầy gặp thuốc. Cầu nguyện cho gia đình được bình an, cho công việc được thuận lợi như ý. Cầu nguyện cho thai nhi được mạnh khỏe, xin luôn đi đường bình an. Cầu nguyện cho ca mổ được mọi sự bình an. Xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của mỗi người, mỗi gia đình chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho những người nghèo khổ, các trẻ mồ côi, khuyết tật, những gia đình đang gặp những khó khăn thử thách, những người già cả ốm đau bệnh tật, như anh chị em đang lầm than vất vả, xin Chúa nâng đỡ an ủi chữa lành. Chúng con cũng nhớ đến các đấng bậc, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các thầy, các quý chức, các ân nhân thân nhân đã cộng tác giúp đỡ giáo xứ chúng con còn sống cũng như đã qua đời. Xin Chúa chúc lành cho mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ chúng con cũng như mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay được muôn ơn lành bình an phục sinh. Chúng con cũng nhớ đến những anh chị em giờ phút này không cùng với chúng con tham dự thánh lễ vì cuộc sống, vì cách này cách khác. Chúng con cũng nhớ đến các đấng bậc đã dày công vun đắp cuộc đời chúng con mà nay còn sống cũng như đã qua đời. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Vinh Sơn, Francisco, Xavier, Đa Minh, Maria, Teresa, Stefano, Anna, Pedro, Anton, Marta, Teresa, Giuse, Joan, Bautista, Micaia, Simon, Samuel, Dominico, các thai nhi, các hồn mồ côi, cầu nguyện cho ba mẹ ngoại giáo, cùng các hồn tiên nhân, nội ngoại nhân ngày lễ dỗ, cùng tất cả các anh chị em trong giáo xứ chúng con đã qua đời, mà hài cốt để tại nhà chờ phục sinh của giáo xứ cũng như nằm trên phần đất thánh của giáo xứ chúng con. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các tài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lành Chúa cứu thế và theo thế tức người dạy chúng ta ra nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương, cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì Chúa về
bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin Chúa đừng chấp tội chúng con. Nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa, xin coi thương ban cho Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Bye.
người đã cứu thoát và ban cuộc sống vinh quang, dặn dò muôn ơn tẩy sạch bao vết tội đời, xua tan tâm tối sang mừng ngày cứu rỗi, tiếng hát bao tin mừng vui
Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trước khi ban phép lành cuối lễ trọng thể hôm nay, còn một lần nữa thay mặt cho công đoàn giáo xứ Tân Mỹ cảm ơn cha Cố Đà Minh quý cha đã hy sinh đến giáo xứ chúng con để dâng lễ cầu nguyện cho giáo xứ chúng con trong ngày cử thánh hôm nay. Cũng như con thay lời cho công đoàn dân Chúa cảm ơn quý sơ, quý thầy đã giúp đỡ giáo xứ, cũng như cảm ơn quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ, ban thánh tiết, các anh em thiện chí và mọi thành phần dân Chúa, các đoàn thể, các cá nhân, cách này cách khác anh em ban trật tự đã giúp đỡ giáo xứ cho những ngày lễ vừa qua rất tốt đẹp. Chúng ta thấy hôm nay là ngày kết thúc, con dâng thánh lễ cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa, những ân nhân, những thân nhân đã đóng góp phần mình để giúp đỡ giáo xứ trong những năm qua cũng như là những ngày vừa qua. Một lần nữa xin hết lòng cảm ơn tất cả mọi người, còn thiếu sót ai thì còn quên như thế nào còn xin cũng tha thứ cho con. Rồi còn cảm ơn quý bà anh chị em giáo xứ đã hằng tâm hằng sẵn đóng góp quý tiết kiệm trong giáo xứ, trong tháng này được 55.430.000. Xin cảm ơn tấm lòng còn lại của anh chị em, và cũng xin hết lòng cảm ơn anh chị em trong cái thi sinh của chay và chén cơm tình thương. Cảm ơn từ các cháu thiếu nhi cho đến mọi thành phần dân Chúa đã đóng góp, giáo viên viên đã tổng kết tương với một cái sơ nét được là 140 mấy triệu đấy. Thế cho nên xin hết lòng cảm ơn. Rồi Chủ nhật tuần sau chính các em thiếu nhi sẽ đi thăm các em mồ côi khuyết tật và trao cái món quà hy sinh yêu thương đó cho các em. Và sáng hôm nay các em đăng ký đi còn phải thuê 4 xe buýt đi cho các em, vì các em số các em đăng ký rất là đông. Cho nên cảm ơn các gia đình đã lo liệu cơm cho các em để các em đi đến các mái ấm sinh hoạt để ăn cơm trưa với các em mồ côi khuyết tật đấy. Cho nên xin hết lòng cảm ơn quý bà anh chị em, và một lần nữa xin chúc quý bà anh chị em một buổi tối Chủ nhật thật là bình an, thật là thánh thiện. Cũng như cảm ơn các em giúp lễ ban phòng thánh, rồi ca đoàn tổng hợp hôm nay, ca đoàn giới trẻ đã phục vụ thánh lễ hôm nay rất sốt sắng. Chúc anh chị em bình an hạnh phúc của Chúa Kitô phục sinh đến từng gia đình, từng người chúng ta. Xin chúc tất cả quý bà anh chị em. Giờ đây chúng ta đã nhận phép lành trọng thể trong ngày đại lễ hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đấng đàng thương ban cho anh chị em được ơn cứu chuộc và ơn nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài ban cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sông ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi về.